Hello các bạn, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh YouTube Channel của Dan Steel, đây kênh nhìn các bạn là thích về stock option, crypto và muốn kiếm tiền để trường chứng khoán Mỹ. Và hôm nay mình quay trở lại với show của chúng ta với một cái thông điệp và với một cái hướng dẫn cho các bạn biết và uh, về chart GPT và tại sao Dan lại dùng chart GPT để uh, kiếm tìm kiếm những cái đầu tư hoặc là những cái con hot stock cho cái uh, portfolio của mình. Uh, các bạn như các bạn cũng đã biết là GPT là một trong những cái uh, AI technology đang rất là hot trong cái thời điểm hiện tại. Uh, như các bạn xem trên Facebook hoặc là báo đài thì tất cả mọi người đều nói uh, GPT có thể làm được những chức năng uh, rất là cơ bản và rất là uh, ta gọi là thông minh như rằng uh, kiếm cho các bạn uh, nấu tô bún bò, bún riêu như thế nào hoặc là thậm chí là tâm tư vấn tâm lý tình cảm cho uh, các cặp đôi uh, thậm chí là uh, hôn thú và cả những những cái giống như là tư vấn về đời sống ha nhưng uh, ít ai nói về cái những chức năng ta gọi là chuyên sâu của choi gpt như rằng dùng để cho investing và hôm nay đem sẽ demonstrate cho các bạn cho các bạn thấy rằng choi gpt uh, là một cái công nghệ rất là À, ta gọi là advance và rất là thông minh nó có thể giúp cho các bạn tiết kiệm được thời gian 6 đến 10 tiếng cho một cái research về về công ty ha à, bây giờ sau đây mình xin phép được uh, cho các bạn xem thì đầu tiên đây là cái giao diện của ChatGPT ha. Bạn có thể đăng ký ChatGPT bằng cách dùng email và sau đó số phone. Các bạn ở Mỹ thì dễ hơn còn bạn ở Việt Nam thì sẽ khó hơn. Thì trước tiên thì khi mà mình đến với investing thì các bạn sẽ không biết được rằng chúng ta sẽ đầu tư vào công ty nào đúng không ạ? Chúng ta có thể hỏi những câu đơn giản về cho ChatGPT ha. Ví dụ như đang muốn tìm hiểu về một cái ngành đang hot thì mình sẽ mình sẽ hỏi cho GPT xem là uh, có cái ngành nào đang hot uh, Hello um, What is a current hot industry to invest right now đúng không Mình sẽ hỏi uh, uh, mình sẽ hỏi cho GPT xem coi là uh, cái đang hot đang hot như thế nào ha thì uh, cho GPT sẽ cho nên biết những cái câu trả lời Uh, thì uh, hiện tại hiện tại đang có rất nhiều ví dụ như cloud computing, cyber security, e commerce, healthcare, biotech, telemedicine, huh? uh, renewable energy, uh, real estate, uh, OK, mấy cái này là đây là cái uh, giống như là anh anh này cũng nói là anh sẽ không có predict được cái 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 đây là nhưng mà đây là những cái đang hot ha, cloud computing ha. Uh, bây giờ mình sẽ tập trung vào những cái uh, ví dụ như tại nhưng mà anh này lại không nói về một cái đang mà đang hot nhất hiện tại đó chính là AI technology đúng không các bạn? Cho nên là mình sẽ hỏi về AI technology không? Uh, I think AI is really hot uh, at this moment đúng không? ạ, This moment, uh, please give me some more detail. OK, uh, uh, đúng. à, uh, cho mình nói là là AI, AI đang hiện nay rất hot ha. Uh, cho mình biết thêm một cái AI, uh, AI là cái gì và tại sao lại nó lại uh, hot như vậy? Thì uh, uh, AI đã được sử dụng trong uh, healthcare, finance, retail, automotive, manufacturing, uh, đúng không các bạn uh, AI investing can potentially uh, offer high return, but can also high risk, high reward. Ok, đây là mình mình đã có một cái idea rằng AI là một trong những cái uh, ta gọi là một cái là một cái field mà đang đang growing rất là mạnh đúng không bạn bây giờ đen muốn tìm hiểu kỹ thêm là ai là cái gì bây giờ mình không biết ai là cái gì hả các bạn mình không biết ai là cái gì mình không biết về uh, ai đen chỉ biết sơ sơ nó là một cái con uh, một cái con bot và nó trả lời được và nó research cho đen về mấy cái topic này thì đen muốn tìm hiểu thử cái ai cái, cái gì ha thì uh, mình muốn là Uh, 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 con bot này nó explain cho mình thử coi là AI là cái gì Explain how ai works đúng không? Mình sẽ cho cần... nó tại vì khi các bạn đầu tư vào cái bất kỳ một cái mã chứng khoán nào hoặc một cái ngành nào à, thật ra là nó có một cái câu rất là quan trọng các bạn biết vào những cái năm mà go rush không các bạn go rush có nghĩa là à, à, người ta đi kiếm vàng ở những cái vùng ở phía ở phía tây của của nước Mỹ từ từ bên East Coast người ta di dân qua West Coast để người ta kiếm vàng đó các bạn thì khi mà khi mà di dân như vậy á là người ta mua rất nhiều quần jean nào nhiều cái ta gọi là cái uh, uh... À, giống như những cái thua để đào vàng ha à, thì những cái người bán thua và những người bán quần jean nó sẽ giàu lên rất là nhiều à, về những người đào vàng thì lại không giàu nha các bạn cho nên nó là nhiều khi là khi mà AI nó hot đấy mình không nhất thiết phải đầu tư vào những công ty AI mà mình thể đầu tư vào những công ty cơ sở hạ tầng của AI ví dụ như à, để mình nghiên cứu thử coi cho nó sẽ có cái gì để để mình sẽ bắt đầu mình mình sẽ sẽ đào sâu hơn ha. À, như chatgpt nói á, à, ai thì là dùng cái machine để để mô mô phỏng cái trí à, thông minh của con người ha à, suy nghĩ và và act như là human luôn ok thì trong cái trong cái process của ai thì là à, xác định cái problem lấy thông tin processing data và training model phải có cái model evaluating model fine tune the model and deploying the model khi mà nên đọc những cái những cái này thì nên thấy rằng ồ uh, có nghĩa là nó phải process những cái data rất là nhiều uh, chứng tỏ rằng uh, là nó sẽ có những cái uh, có những cái uh, phần backend ha ví dụ như khi mình đã đụng đến data nó bắt, bắt buộc các bạn phải đụng tới storage uh, khi các bạn uh, process cái data các bạn phải đụng tới cái uh, gpu hoặc là một cái phần mềm nào đó để 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 xử lý cái data đó ha và cái đen đọc được thì thì rõ ràng á là khi mà các bạn có một cái dữ liệu data quá nhiều và các bạn phải communicate với cái computer là bắt buộc là cái gì các bạn là cái 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 connection hay cái cái wire cái wire uh, thì cái đó rồi những cái cái mà Back end của của cái hệ thống này. Thì uh, như mình đã biết rồi. Bây giờ mình sẽ uh, mình sẽ nghiên cứu kỹ hơn ha. Uh, ok, mình đã biết được AI system nó làm việc như thế nào rồi ha. Uh, ok, bây giờ mình cần mình AI thật ra là cái mà mình nhìn thấy và cái mình interact nó chỉ là cái software thôi. Mình mình cần biết là cái cái phần bên trong của cái cái hardware này cần những gì. Uh, can you, uh, ok, mình sẽ mình sẽ simplify cái câu hỏi mình research more about AI infrastructure. Infrastructure có nghĩa rằng cái uh, ta gọi là cái cơ sở hạ tầng đó bạn. thì uh, thì uh, thì, uh, thì uh, nó cũng cho mình một list cái cái cơ sở hạ tầng ví dụ như rằng uh, uh, AI system là dùng uh, computing resource. các bạn biết computing resource là bao gồm như các bạn. Uh, trong đây nó có nói là uh, high performance computing system including gpu và tpu. oh gpu gpu ai sản xuất gpu các bạn? nvidia à à AMD à, MU ha À, rồi các bạn bắt đầu mình sẽ đưa ra những cái 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 um những cái idea để mình bắt đầu để mình mình đào đầu sâu sâu vô ha thì như mình biết là ai dùng rất nhiều computing resource nè uh, data storage management có nghĩa là storage uh, và develop một tool và framework ha cái này là dùng uh, uh, python uh, và cái này cần nhiều developer ha đó, uh, model ok thì rõ ràng á uh, là security nữa nè security monitoring management system tool ok thì trong cái ai nó 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 gồm bao gồm nhiều cái mà mình cần phải chú ý đó chính là computing resource nè uh, storage nè tool nè Uh, platform này, uh, và cái uh, management tool uh, và security ha và security thì bây giờ mình sẽ đào sâu vô thử uh, về GPU và TPU ha các bạn uh, research a list of GPU nó sẽ cho mình biết tất cả những cái công ty nào mà sản xuất về GPU mà có là là publicly traded company sao các bạn thì lúc đó mình sẽ có ba công ty các bạn À, hiện tại là ba công ty đang đang sản xuất về graphic processing unit mà là public trading company ha đó đó chính là Nvidia, AMD và A, uh, Intel có nghĩa rằng ba công ty này nó sẽ có lợi khi mà cái mà cái AI industry này nó nó bùng miền các bạn tại vì cái processing và cái uh, uh, và cái hai uh, computing system nó cần á thì chắc chắn ba công ty này uh, mình sẽ mình sẽ phải lưu ý ha Nvidia, AMD và Intel um, How about uh, TVU? Mình gần mình mình không biết TVU là cái gì cho nên là mình cần phải tìm hiểu uh, về TVU ha. Thì TVU là một trong những cái specialized chip design by Google ha. Oh Google các bạn, các bạn giữ các bạn. Có nghĩa là Google Google chưa hiện tại chưa có một cái, ta gọi chưa công bố một cái, cái hệ thống AI nào. Nhưng mà cái TVU Tensor Processing Unit này của Google lại là một trong những cái, ta gọi là là À, tiên phong và chỉ có một mình Google là có cái TPUS này thôi nha các bạn ha. Cho nên về mặt à, phát triển có vẻ như rằng Nvidia, AMD, Intel và Google là bốn công ty sẽ tiên phong trong cái trong cái quá trình mà ta gọi là phát triển của của AI ha. Thì bây giờ mình muốn đào sâu thêm nữa, bây giờ mình qua cái phần à uh, uh, high performance computing rồi. Bây giờ mình muốn đây đây là storage đúng không? Mình muốn coi thử coi là uh, what company chúng ta có BSTG, Emtab Uh, cái này có Western Digital Corporation Seagate Technology và cả có, có Dell nữa các bạn cũng là có Dell ha rồi, rõ ràng ha, các bạn thấy dùng 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 cái system này chúng ta lại có thể đào sâu vô được rằng là cái công ty nào đang sản xuất cái data storage cho AI nha các bạn ha AI và machine learning they may not be exclusively focused in the area Um, OK, có thể là nó nó offer cái storage thôi nhưng mà chưa chắc là nó specialize in AI. Cho nên là mình sẽ mình sẽ cần phải đào sâu thêm từng công ty mà cái công ty nào uh, đào sâu thêm AI. Bây giờ mình không hiểu rằng cái storage này, cái, cái bộ nhớ này nó chứa này nó AI nó chứa cái bộ nhớ AI khác với cái cái uh, cái regular storage nó như thế nào ha. Cho nên là mình cần mình 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 muốn dig deeper để mình hiểu hơn các bạn ha. Thì Dan sẽ làm một cái để đen Dan, Dan cần hỏi một cái uh, what is the difference Um, ok, AI storage thì khác nó support the need of AI and machine learning, machine learning workload. Large dataset provide high speed performance có nghĩa là phải chứa nhiều hơn và có high speed hơn scale easy để uh, uh, để à, quan trọng nhất là scale scalability nè các bạn bộ mình và scale v có nghĩa là lại đụng tới ta gọi là bộ mình nữa thì để không biết là cái cái uh, cái data mà storage nó liên quan tới cái gì nha các bạn Uh, có nghĩa là phải có speed và phải scale video và phải nhân giống lên như vậy là nó có vẻ liên quan tới aws huh? aws là một trong những cái system mà mà scale rất là dễ và bộ phone mình là tùy theo cái mình mình trả tiền thôi thì có vẻ như là là amazon cũng sẽ play một cái big role trong cái trong cái ai ai này ha uh... Ok, nói chung là là mình đã có một cái snapshot và mình biết được uh, những công ty nào sẽ sẽ có sẽ có effect trong cái trong cái AI này. Uh, ok, uh, how about AWS from Amazon. Các bạn thấy không các bạn có nghĩa rằng bạn bạn có thể dùng uh, có thể dùng ChatGPT để các bạn đạn research về cái topic và nó đi rất là sâu và bạn và bạn chỉ cần mất phải vài giây để các bạn đào sâu vào cái topic đó và chỉ cần cái gì trong cái này bạn không hiểu là bạn có thể hỏi con ChatGPT và nó sẽ nó sẽ giải thích cho các bạn một cách rất là rõ ràng ha uh, có vẻ như Amazon service uh, storage sẽ benefit trong cái trong cái build and deploy uh, AI model nha các bạn Uh, có nghĩa rằng, đen uh, nghĩ rằng uh, AI nó sẽ là một cái thay đổi cục diện của của toàn thế giới trong vòng 5 năm nữa đó các bạn và tất cả những công ty big tech của chúng ta hiện tại là đang position để grow uh, theo AI đó các bạn như là Amazon nè có cloud computing nè uh, như là Google nè có có TPU uh, TPU và có Nvidia thì có uh, có uh, GPU uh, AMD và Intel cũng vậy ha. À, và bên cạnh đó là những cái công ty storage như là Endtap, uh, BSTG hoặc uh, WDC ha. Uh, và mình, và hôm nay nó có list một cái Dell Technology nữa để đang nghiên cứu thử coi Dell Technology, uh, What Dell mình muốn xem thử coi là Dell đã invest gì vào trong AI Technology ha, các bạn không? Ok. À, Dell là offer những cái server hoặc là workstation optimize for AI và machine learning work uh, This is good uh, Dell Solution provide high performance scale BD, đó hai cái này là cái quan trọng nhất, hai cái criteria Cho AI có nghĩa là performance và scale BD, ha AI software uh, Detail. Ooh, nó có AI software, AI partnership, AI company, organization. Oh, OpenAI. Ok, các bạn có nghĩa là Dell có partnership với OpenAI một cái, một cái big file cho chúng ta ha. Ok, cái này nó nó list cho chúng ta một cái idea các bạn. Một cái idea là bây giờ Dell muốn dig dig deeper đem Dell muốn research uh, research uh, detail about Open uh, AI partnership. là mình muốn xem thử coi OpenAI partnership với với ai các bạn? Trời ơi, coi các bạn. One of the OpenAI key partnership with Dell Technology. The partnership aims to bring OpenAI cutting edge uh, AI research and technology to Dell customer. Ooh, wow man, một cái big file một cái big huge huge find uh, cho cái research này các bạn. Có nghĩa là Dell Technology đang là một trong những cái uh, partner với OpenAI. OpenAI thì các bạn biết hot rồi. Nó là làm một cái ChatGPT ha. Uh, Nvidia and Samata some, uh, Robotics to advance AI technology to bring AI to the solution to the market. Ok. Uh, wow, quá quá dữ các bạn. Ok, bây giờ mình không đầu tư Open OpenAI nhưng mà mình biết được là Dell Technology nè, uh, Microsoft nè, uh, Uh, Nvidia nữa các bạn và Somatic Robotics Robotic. Mình cần phải biết Somatic Robotics là gì ha. Uh, research about uh Sama Robotics. Này private company mình không đầu tư được nha các bạn. OK, nó, nó sản xuất uh, automation nữa các bạn, industrial robot service automation, designed to help company automated various tasks. cái này rất là tốt các bạn. Tại vì người ta đang nói về cái vụ là ta bring cái uh, sản xuất về Mỹ các bạn, thì những cái AI, những cái AI robot này á, nó sẽ làm cho cái manufacture nó dễ dàng hơn và nên nghĩ tương lai Mỹ sẽ, sẽ bắt đầu sản xuất nhiều thứ ở trong nước Mỹ và không cần phải cái nước khác nữa. Um, OK, OK, uh, rồi rất là hay ha. Chúng ta đã biết được rằng uh, Dell nè, chúng ta biết được uh, Microsoft, chúng ta biết được Nvidia đã làm partnership với OpenAI. Thì, uh, thì đó là những cái ta gọi là những cái uh, initial, những cái idea để các bạn bắt đầu để các bạn invest vào vào AI ha. Um, và một cái nữa, ví dụ như các bạn không muốn đầu tư vào uh, AI. Um, rồi từng company một các bạn có thể đầu tư vào ETF ví dụ vậy. Thì bây giờ mình muốn uh, mình muốn con uh, GPT này research cho mình coi là có một cái ETF nào mà liên quan đến AI không. Ok, uh, research um an ETF that has AI exposure. Ha. Huh. Wow, well, đã có rồi các bạn. Ok, Both B O TZY ARBO đó. BSI quá dữ. Alright, wow, okkk các bạn, một cái một cái big fight ha, okkk ha. Ok, chúng ta có bốn cái ETF mà mà ChatGPT đưa cho đen và đen biết được là có BOTG, IR IRBO và BSI uh, và ARC ha. Bây giờ đen muốn đen bây giờ đen thấy con này nó cũng hay ha, nó nghe cũng cũng tên nó cũng uh, hấp dẫn ha, uh, boss. Uh. Bây giờ đen muốn đen muốn uh, tìm hiểu kỹ coi trong con boss này có có cái gì ha. Thì đen có thể hỏi hỏi ChatGPT ví dụ như là um give me a list of companies in BOT ETF thay vì bạn phải lên Google bạn kiếm cái thông tin này thì tất cả nó đều nằm trong ChatGPT cho nên ChatGPT là một trong những cái công ty nên uh, nghĩ rằng một cái system quá là tuyệt vời như các bạn quá tuyệt vời để các bạn uh, để các bạn dùng để các bạn uh, tìm kiếm những cái ta gọi là investment hoặc là hoặc là dùng để trâu dồi kiến thức của mình cho cái việc investment ha ví dụ trong đây có công ty Fan Phan Fanuc Corporation ABBB, những công ty này đang nghĩ là công ty nước ngoài ha đọc rất là lạ ha uh, 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 Keyens Corporation at uh, có cái này uh, Intuitive Surgical thì đến biết hình như công ty này ở Mỹ Connect này ở Mỹ Universal Robot ha đây là những cái công ty mà 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 cái box ETF này nó chứa nó còn nhiều lắm ha bây giờ đến muốn tìm hiểu về cái fee uh, what is current fee of bots tại vì khi đầu tư ETF nó phải có fee các bạn cut off in 2021 Ồ, uh, có vẻ là nhó, nó đã học uh, cái này là cái bản này bản free cho nên là nó chưa có up to date đó các bạn có nghĩa là đen đoán rằng nếu như các bạn trả tiền thì cái nó sẽ up to date hơn cái cái con bộ này quá dịp quá quá dữ các bạn The ratio 0.68 không uh, ok ok bây giờ mình thử hỏi một câu mà về uh, technical uh, bút chiếu vô nha um, uh, what if i invest uh, 10k in bot Expected, oh quá giờ các bạn, nó sẽ tính cho mình được uh, 10 năm sau nếu mà mình đầu tư vào bot với một cái gain là là 10 uh, 10% một năm, thì uh, với một cái fee là 0.68 thì uh, trong vòng 10 năm mình sẽ được bao nhiêu tiền các bạn? Có nghĩa là bạn đầu tư 10.000, uh, 10 năm sau bạn sẽ được uh, 25.937 nha các bạn. Huh. <laughs> đó đó là một cái ví dụ điển hình khi mà các bạn dùng cho GBT. ok các bạn uh, đó là cái mà mình muốn gửi đến cho các bạn trong cái video này uh, và hãy dùng ChatGPT để phát triển cái khả năng invest và tìm kiếm những công ty để invest hoặc là phát triển cái knowledge của mình trong cái investment uh, và hy vọng rằng video này sẽ giúp cho các bạn có một kiến thức mới và uh, chúc các bạn thành công trong thị trường chứng khoán nha các bạn nhớ like share subscribe channel cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại bye